Ha. Hang bự lắm hả? Thôi mình đang đốt. Đang nha. Qua hang nè. Ủa nó gọi bên kia ăn hang nữa. Ừ, hang này có từng con á. Vậy là cái khu này nó ở nhiều chứ không phải ở một con đâu Thánh Liệu ơi. Tức đây không có gì làm cho nó được mà. Này phát hiện cái hang hồi sáng. À, mấy anh em bắt ở ngoài bờ xong rồi nói để cái này ăn cơm xong rồi mới đào. Và lại đây thì thấy dày quá. Giờ đốt. Anh hai ruộng bệnh. Anh hai. Chào cả nhà. Liêu. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Anh ba, anh hai, ông già làng ở mấy anh kia, anh năm cũng ở mấy anh kia. Vì cứ tiếp anh hai Thánh Liệu. Anh em bằng quý gì có quý tâm thôi. Tiếp. Đạp như đó luôn. Đốt ở trên này, người ở dưới sao chịu nổi. Đó là đốt cái gì bạn? Không có đọc nó cháy hình nó có đốt rồi. Nó cháy nền đó hả? Thiệt không? Thiệt em không có đốt không? Thánh Liệu nhảy vô trong thôi mới có cây ra Thánh Liệu đâu mình đào kiếp gì em. Làm cái ruồi nông dữ vậy. Đúng luôn á, chứ nói đó là ừ. Mẹ cầm này kéo ra. Cái thang đó mình phải bỏ ra chỗ khác. Vậy là ở đây nó ở bầy chứ không phải là ở một con đâu. Bắt nguyên bầy chuột cũng nhum này sỉn luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con giờ ăn đâu? Giờ ăn kích đây. Anh ông với ông già làng ở đây. Ông già làng. Nóng quá vậy. Đó qua đây thám thính tình hình bên này chứ. Ở đó có hàng anh ba. Đốt gừng luôn. Cũng là cái ba gừng ra đó. Đừng có dùng quân đá buộn chết. Ngu dày quá trời. Này lửa than ngốc rồi. Này đi lên đứng phòng. Đã chặt rồi. Thôi. Cấm mà nó điện mê lắm. Nó ở trong sậy không ha. Ừ. Cái gì cái này không? Ăn hả? Hả? Để cái dưa đồng đó rồi. Nghĩ nói chuyện rồi. Cái giá tay được cái là làm rồi. Thân rồi bỏ nó. Rồi. Mình ra. Được không? Cái sậy một cái rồi. Cái sậy để đi thôi. Sợi cây nào cái nấy ú nè. Có cái gì mà ở đâu nè. Làm giấy. Anh hai đâu? Cái bự lắm, chơi cho bự lắm. Nó ra ngoài đó. Quá chỉ mình đợi. Ê, đợi 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 đi. Đi đó, đi đó, đi đó. Tới đây, chở vô đó, chở vô anh ba đó. Ô ra ruộng rồi, mày tới rồi. Anh hai quá dữ. Hai dính rồi. Bung đi, bung lẹo cặn á. Chẳng nha. Thầy dính rồi. Trời, bóc cái đầu tử tế anh hai. Cái đầu tử tế. Cắn nghe. Đàng hoàng. Không trả, không trả, không trả. Xỉu luôn rồi. Cầm lên anh hai, cầm lên. Lùng lùng xuống, lùng lùng xuống. Quá dữ. Mừng. Nặng cái mỡ. Mới ngày trước hả? Nãy không sợ bị gì đốt khói vậy đó. Ừ. Nào ta?
cái này dặn lại nó lòng quá hết biết rồi thả vô lòng lên ha. Tôi bơi cái chạy thấy chạy lù lù lên rồi ra nhiều lắm hay là nhiều lắm gục nữa chưa gục nữa chưa gục còn nữa nè còn có chừng chuột bầy á cái phải không chuột cái hồi nãy nó nằm cái đất á cô đúng nhóm lên cái da phỏng rồi bước vô đóng than luôn có chừng gì nữa ô bước vô đóng than là hang này nó ra nè phải không? Coi chừng còn nữa không? Còn này nhiều lắm mà cái nào nó dữ lắm. Cái này là mình hết hết tốn không. Bị vớ rồi. Tao không mệt mà mệt khói nữa. Còn hang trên đây là riêng nữa đó. Nó liệu. Hang bên đây riêng nữa đó. Có hang mới tinh nữa kìa. Rồi đón đầu đẳng đi ông già làng ơi. Anh hai dính luôn rồi con ơi. Đi lại đi. Trời ơi. Chuột con. Chuột con thấy nè. Đâu? Chuột con chạy vô. Chuột con vậy là hang bên đó riêng không? Vậy là hang bên đây riêng rồi nè. Chuột con. Chuột con bự không? Nhỏ xíu hả? Mới biết bò. Đó luôn. Còn mà, chuột này con. Dữ lắm. Đó, nó bự chưa? Ô, quá bự. Chào cả nhà. Anh đâu vậy anh? Em nghe mùi chuột gì đâu đây nè mà. Bước vô thang đi ngồi anh nóng quá. Anh dính keo nữa. Không nhùm mới dính con rồi đó. Dính con rồi đó. Có hang lớn mà. Đổ đâu mà lớn. Anh Năm. Qua đây sáng hả? Anh ở đây sao? Ở đây luôn hả? Có hỏng bụi cho. Bụi ra đi nào rồi. Tại cái chim nó bỏ nhà. Cái nhà anh cũng mấy bữa. Co bự đây. Mà co. Con là con nào đi? Con hả? Rồi. Chưa ăn đâu cái đậu chứ. Phải được con bắt ra nó có nguyên bài chuột con kìa. Đâu? Người đó kìa. Người ta hỏi sinh mà chuột này nhỏ quá à. Không biết điện ông kia không chạy vô ông bắt. Lên núi vậy. Anh kia sinh hoài không có. Chắc cái người sinh chung với anh luôn á. Sinh có một ra. Nuôi một con có một con rồi giờ sinh thêm nữa phải không? Em cũng không gần nó bữa. Anh xin nó có chuột con là được rồi. Mà cái này nhỏ đấy. Quá à. Chạy bên anh đó. Ủa nãy nó ra ngách nào anh không? Nó ra nào đâu. Nó chạy luôn đó. Nó ăn cạn bởi vì nóng. Phải rồi. Còn nữa. Nãy mình tạm cái ách này không? Nóng à. Đốt mà mới đốt đó. Bệnh đỡ cho anh liền. Chào cả nhà. Hết chết rồi. Cũng đại chùa. Đại chùa. Đại chùa hả? Đại chùa. Củi gì đó, ngày nắng củi nhiều lắm không? Rồi con cũng ngâm nữa. Ở đây đi đó hả? Ở đây đi. Bữa đặt cái dép rồi kìa. Khủ làm hết ghê à. Nó khủ làm hết ghê luôn. Nãy hả?
đó anh hai chụp dính. Anh hai dữ trời. Còn phải làm gì không làm chụp dữ trời chụp xuống đúng em nè, nói cho em nghe nè, một hồi em phải lấy tiền lại kêu anh hai anh Trung Anh nè em phân nữa để anh bình hả vụ gì nữa. Hồi hôm á anh điện cưng không có máy, anh hai nói để anh điện bóc máy là lúc hai tôi đang cao kê xì khói rồi anh Liệu ơi, hiện bóc máy cái anh hai nói để anh lấy máy, anh hai điện một cái một thằng hiện bóc máy à thôi anh, nếu mà bóc máy anh hai tôi cái gì tôi em cái lẩu anh hai điện em thôi em có bóc máy hôm xui đi qua bên kia hôm qua bên cho tôi của người kia xui rồi hả bỏ điện thoại nhà anh xả cá cho anh đó ra khối gì là không còn không còn trong hang đâu Thánh Liệu ơi. Cái quả này nè. Có quả bánh không? Có hàng ếch nữa mà. Ở đây cây bóm của ông già làng trồng không? Ừ. Rồi cây cụi đó không lấy ra đi để làm gì vậy? Trước mặt đó. Làm gì đụng chậm nó chứ vậy vậy? Ngày cây bóm chú Út trồng qua chú Út. Ê. Để ông cấp cầu nhiều nước. Trận cắm gì nước à? Ừ. Đây nè, xét trên đây được nè, liệu rồi. À, đúng rồi đó. Đi nào bên đây nè. Ừ. Nước đó. Năm. Trời ơi, bên đây nè, không có gì. À, nó lụm con nữa xiền. Cái này ông, cái bữa ông cửa ông già làng không vậy? Thấy chưa? Rồi. Không phải đường trong cái đó, ừ. Đường trong á. Thì nó thôi, đỏ lại. Ừ, đường trong á. Cái gì vậy? Mỏ đi. Ở nếu mà đào chuông làm vợ đừng chặt cái vườn nước á là vườn nước của tôi đó nghe tháo già làng ngon rồi vườn nước của tôi đó nghe được rồi dài vậy vừa ăn rồi ngon rồi nó xèo à đừng có cháu nữa nó xèo à trẻ đi uống nước được để quên nước đó bán xịt rồi xịt nước rồi anh Năm ơi. Ừ để đổ chạy chạy khó đổ lại để đổ nha. Cứ bước bậy lên đây nha. Lấy cái dao ấy dọn đi. Tôi vô tôi đào nữa. Cho bác. Cho bác nữa. Này đi ra bên cây bóm cắt rồi bà. Đâu? 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 Nhớ rồi. Đặt mấy gai thì bớt thôi. Dạ. Rất được chưa nè. Tôi chừng nó nhảy ra ngay ôm nghe ông già làng ơi. Ôi. Ôm nó lại. Hỏi chắc. Hả? Hỏi nó đi vô đó hả? Qua đâu rồi Thắng Liệu? Dạ. Dạ. Ừ, chụp nhiệt đỏ luôn. Đi đâu rồi? Cùng hả? Còn hay nào không? Đâu coi. Tạm. Đông đất dữ lắm rồi. Dạ nó tạm rồi đó. Bụng quá trời luôn rồi, chỉ xì. Cha. Ừ. Chờ cho kia nhấc không được. Người eo hẹp. Nó ra nghe em già làng giờ rồi nè. Quay khoảnh khắc em già làng chụp chụp cái ức kia nè. Hết rồi. Vừa đó đó liệu còn cái đụng đó. Ừ đi thẳng luôn á. Ừ đúng rồi. Đi vô trong bài làm có cái liệu. Ra để em đạp cái này cái. Nghe bóm nha, đạp chỗ dép nha. Hả? Nghe bóm đạp chỗ dép á. Lấy cái này gì cũng còn một thôi. Đào đây dọc
giờ làng cứ như hết bắt. Cặp không biết ở đâu à. Dỗ vô cái gai. Đi tới giờ là cùng rồi đó. Rồi. Rồi. Có chừng con ếch nằm chổng không giờ làng ơi. Con ngủ. Dưới đỉnh luôn. Rồi. Không lẽ bọn này chứ cũng coi cắm quậy banh nó vô cái nhà ba mà hát rồi tôi đi tới ở đó làm trưởng làng của ngày có đâu một cặp á cặp gia đình mình định qua với cụ bên này nhưng mà nãy giờ thì anh chạy máy cắt anh nói là không có chuột á cả nhà thì chắc sửa soạn về cả nhà ơi bữa nay bắt được có con chuột cũng nhum một nó nuôi con lại đang làm giống không già làng ơi. Video của gia đình mình chắc xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà luôn nha. Chào cả nhà.